Điều quan trọng nhất là tôi đã học được cách kiên trì, đó chính là nại lực. Sự kiên trì này đã giúp ích rất nhiều cho tôi trong quá trình truyền pháp. Các bạn trẻ tuổi tu luyện bát quái nội công có lợi ích gì? Tôi bắt đầu đi bộ bát quái từ khi rất trẻ tuổi, lúc đó mới hơn 10 tuổi. Luyện bát quái mang lại những lợi ích gì cho tôi? Thứ nhất là có lợi cho thể lực. Nó giúp tôi nhanh chóng tăng cường thể lực. Thứ hai là có lợi về khả năng phản ứng tổng hợp. Thuở nhỏ khả năng phản ứng của tôi rất chậm chạp. Tốc độ phản ứng của tôi giống như con lười của Úc đang trèo trên cây. Gọi mãi nó mới từ từ ngoảnh đầu phản ứng. Khi còn nhỏ, phản ứng và động tác cơ thể của tôi gần giống như ốc sên. Sau khi luyện bát quái được 2 năm, khả năng phản ứng của tôi ngang bằng với James Bond trong phim 007. Khả năng phản ứng tổng hợp và khả năng cân bằng của tôi tốt lên đáng kể. Ngoài ra lòng can đảm và định lực cũng nâng cao rất nhiều. Thuở nhỏ đầu óc của tôi thường không thể tập trung. Chẳng hạn như khi thầy cô giảng bài, tâm trí tôi thường bay đi nơi khác. Tôi không thể tập trung tinh thần giống như Tôn Ngộ Không vậy. Thân xác của Tôn Ngộ Không ở đó, nhưng tâm trí tận đầu tận đâu. Bay đi mua đồ, đi chợ mua rau, đi chơi, chơi game trong khi người vẫn ngồi ở đó. Trên thực tế dù có ngồi trong lớp học nhưng tôi không tiếp thu được kiến thức, vì thần thức đang ở một nơi khác. Nhưng sau khi tu luyện bát quái, định lực và sức tập trung đã tăng lên hàng vạn lần. Mọi thứ được cải thiện rất nhiều. Từ đó mỗi khi học tập và làm việc tôi đều vô cùng chăm chú nghiêm túc. Điều quan trọng hơn nữa là tôi học được cách kiên trì, chính là nại lực. Tôi đã tập luyện theo những động tác và những quy tắc mà sư phụ yêu cầu. Tôi không được tập trong nhà mà phải tập ở ngoài trời. Khí hậu, môi trường ở cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng vô cùng lạnh giá và khắc nghiệt. Những cơn gió của mùa xuân, thu, đông tạt vào mặt đau như dao cứa thịt. Ở Đài Loan chưa bao giờ có những cơn gió như vậy. Gió ở Thanh Hải cuốn theo cát tạt vào mặt, tạo thành những vết sẹo trên mặt của nhiều người sống ở nơi đây. Tôi luôn kiên trì đến cùng. Những yêu cầu mà sư phụ đưa ra, tôi đều thực hiện bằng được. Mùa đông hay mùa hè tôi đều không bao giờ gián đoạn việc tập luyện. Sự kiên trì này rèn luyện cho tôi có nại lực rất tốt. Vì có nại lực mà tôi đã trở thành một người bất khả chiến bại. Bất luận sự việc có khó khăn, trở ngại, gian nan đến đâu, tôi luôn kiên trì với tín ngưỡng của mình, kiên trì mục tiêu công việc, kiên trì nguyên tắc ứng xử của chính mình. Định lực của sự kiên trì này xuất hiện từ khi tôi tu tập bát quái nội công. Về sau tu thiền cho tôi lợi ích to lớn hơn nữa, chỉ riêng bát quái nội công đã mang lại sự kiên trì và định lực cho tôi. Vì mỗi sáng sớm tôi đều đi bộ từ 2 đến 3 tiếng rưỡi. Mỗi ngày đều tập luyện đến mức sức cùng lực kiệt. Nhưng tôi vẫn tiếp tục duy trì vì ý chí của tôi rất vững mạnh. Đó là lý do tôi được hưởng nhiều lợi ích của việc luyện công và cảm ngộ nhiều hơn người khác. Vì tôi thực sự đã dốc lòng và không ngừng nỗ lực nên lợi ích đạt được nhiều vô kể. Vì vậy, định lực và lòng kiên trì của tôi bắt nguồn từ việc tu tập bát quái nội công. Tôi cho rằng môn này rất tốt đối với trẻ em bị rối loạn tăng động, giảm chú ý, ADHD, các em có thể lực yếu, nhút nhát. Nhiều người rất thông minh nhưng đôi khi bị mất tập trung trong việc học tập. Dù thông minh cũng vô dụng vì không học được kiến thức, không thi được điểm cao. Một số người rất thông minh, nhưng lúc cần kiên trì thì không kiên trì, luôn thấy lợi nhuận không khả quan, thậm chí cho rằng có nhiều rủi ro nên đã bỏ cuộc. Tôi đã học được cách kiên trì, cho dù có phải chết tôi vẫn làm. Tôi đã làm như vậy. Vì học được cách kiên trì nên tôi mới có ngày hôm nay. Mới có thể đưa Bồ Đề Thiền Tu và Bát Quái Nội Công quảng bá đến toàn thế giới. Đây không chỉ là một khẩu hiệu mà tôi đang thực hiện điều này. Vì vậy, càng gian khổ, khó khăn tôi càng kiên trì thực hiện. Trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, nhưng tôi không sợ gian khó. Tôi cho rằng cuộc sống vốn dĩ không đơn giản chút nào. Vì vậy, có khó khăn thêm một chút cũng chẳng sao. Tín niệm và tinh thần không sợ gian khó này là định lực và thói quen tốt sau quá trình tu hành từ khi tôi còn nhỏ. Những đặc điểm này đã giúp tôi rất nhiều trong suốt quá trình truyền pháp và làm việc. Môn Bát Quái Nội Công mà chúng tôi truyền dạy đã giúp cho nhiều học viên được thể nghiệm về định lực và những lợi ích của môn này. Có nhiều người nói, cứ 2 năm tôi đổi qua một công ty khác làm, những ý niệm đó đã bị tôi dập tắt. Nếu quý vị đến một công ty làm việc thì nên yêu thích ngành nghề đã chọn. Chỉ với 2 năm không thể học hỏi được gì, nhất định phải kiên trì tối thiểu là 9 năm. Sau 9 năm làm việc tại một công ty, quý vị còn có ý định đổi việc nữa không? Lúc đó đã làm tốt mọi việc, được thăng tiến và quen với mọi thứ nên sẽ không đổi việc nữa. Quý vị cần phải có định lực như vậy mới gặt hái được nhiều lợi ích. Bát Quái Nội Công đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Nó đã thay đổi vận mệnh và thay đổi tính cách của tôi. Từ một người phản ứng chậm chạp, ủ rũ, rụt rè, nhút nhát, sợ việc, thậm chí là sợ một mình trong đêm tối, sau khi tu luyện tôi trở nên can đảm rất nhiều. Tôi tin rằng đây chính là định lực mà tôi đạt được sau khi tu tập. Do đó, tôi mong nhiều người hơn nữa cũng đạt được những lợi ích như tôi.